Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Tiên thánh đệ
lần. Long 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 lòng quan hoàng tử linh sắc dâu chân dưới
thượng thiên cung mong đồng đại giáp lốt thủy kè ngũ sắc phi phương loan mời bát bộ sơn trang hoàng triều hoàng quân tiên lang châu vào tới đó thượng nguyên thành thánh ngữ ba loan
không phụ điện ngũ hùng lòng tôi linh. Chúng đệ tử đắc bình an tâm thành sáng nguyện. Chưa cầu hỏi thành thánh, đệ tử bình an tâm thành sáng nguyện. Ngày xuân thời đã sang, hoa hoàng thời khoe sắc, hoa thánh thời đỏ hương, đạo khai xuân hoàn thiện. Lĩnh chỉ công lập phục hành thiên thánh, đạo tạo ra cả nhìn đệ tử. Thủ hương thanh đồng pháp sự đồng năng lăng to, hiệu đồng huyền sư phát thành tự tạo pháp. Phật đồng gia đảng ngày hôm nay cầu vì ông tấu dẫn trình đồng gia đảng Phật chư thương nhang đệ tử. Này chúc cùng tòa thiên thánh và đệ tử con xin phép Phật thánh. Dạ, xin phép hội đồng các quan. Dạ, có lời lên. Xin phép pháp sự văn lời pháp thử. Đồng gia chư thanh đồng đệ tử pháp sự cho hạ đạo con xin phép được vào loan giá phụ hành là A Di Đà Phật. Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề xa ba ăn chiết lệ chuẩn đề chủ đề xa ba ăn chiết lệ chủ lệ chuẩn đề xa ba sơn thạch gia hồi cung tùy quốc độc đình mộng con vua thải quốc độc đình để an mộng phải sang sinh để giờ tay gồm về nét nhu mì bẩm tinh nghi thiên nhiên
các xã thần tiên dòng chơi các xã thần tiên đã đánh mẫu phải chơi miền Côn Luân giới đích chân nhang phần khởi xuống thiên thượng để tự kiện thành hiện tại kim đô phong khoảnh khắc nhất luân tự biên mang thập phương tịch nhật xa du miền nạn tiêu tai chương lâm mô hương vân cây bồ tát ma ha tát lâm mô hương vân cây bồ tát ma ha tát lâm mô hương vân cây bồ tát ma ha tát loạn thành thành xa lại lấy tóc ra đi ân cần về hãy giúp cho đức thánh đại vương cung thịnh mời đức thánh đại vương phủ đời trần trần thị dựng giang trong trong chiều thank you.
thành đại vương thịnh mơ đức thành đại vương phù đời chân thi nghe sửa sang trong chiều quan thoại bộ cùng là chư dịch ngô binh đao phóc tam thành đánh đông dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi giặc lầy đức thánh người giờ
sơ điệp dâng lên kim vân sơ điệp dâng lên nam tào bắt đầu ngài chép tiền cho tường về cho nhị tự trường sinh chữ phu chữ quý kháng linh thọ trường về cho dụng lạnh đôi đường lên hôm nay khăn áo chỉnh lên ai về tống đôi chép biên cho thường phê cho nhi tự trường sinh đâu đó bình an tới đâu đình đâu bình an dẹp loài ta quỷ phạm nhan nhiều về thùng mây quý gió đi về Thank you.
giặc man di quy quy cùng phục minh chung hoa đồng bộ đức tôn thần thương biên quân mê hạ nghe lương ngôn thần nhất đường ngư thủy long vân nề ngày xuân mưa thấm nhuần muốn hạ thiên tai tịch trừ quá mãn sử sứ phong điều tức thời gió thuận hòa thơm cảnh sắc cùng hình đàn tiên này trước điện tiền giáng ứng ngôi vị khải quang bảo sở khuôn phù điện vũ hưng long này pháp triệu văn thỉnh ninh ứng điện trung trần gian bái đảo xuân thiên lách nhất nhật thờ tâm nguyện trần gian này pháp đàn phụng hành truyền pháp sự khai lời cẩn mật kính lại thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư đại bồ tát kim điền tòa hạ giám hướng lại tam giới thiên chúa thứ phủ vạn linh triều đình tham dự ứng đạt quần tiên công đồng mê đình thần đệ tử khấu đầu bái lại đông hạ khải thánh làm nhạc giáng thần hoàng an dân tế thế chi công quỷ sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đàm tích ký thanh sử lưu phương cung tự trần vương vạn cổ xuân vương thánh đức tấu lại đức cửu viên vũ đế trần thiện thánh nhân quốc dương quốc công tiết chế dục bảo trung ương thượng thượng đẳng tối tối linh thần ngọc điện hạ tham hối quân lận tức đại vương vạn phép muôn linh còn quần trùng bách bái xuân thiên cát nhật lương thời ở dưới phàm thế có thành đồng đệ tử con đảo đạo long đạo hiệu thành phát phụng dựng bảo phúc linh điện đại bái đại tấu toàn gia còn chư thành đồng đệ tử hương tử xích tử công tử mại tử bán điện tâm thành tiến cung đẳng thiết lập đàn nghi minh niên thượng nguyên xuân thủ thích đổ thượng nguyên khai quang bảo sở thỉnh thánh thượng tòa phát hành quan điện thỉnh phật tấu thánh lâm đàn phụng cống kim ngân tài mã khao hiến chúa tiên bái đảo thiên quan trợ thí hữu tình đoàn giá phụng hành khất cờ bản mệnh bình an bản điện linh định bách tính thái hỏa ra ra các thánh tăng duyên trưởng tọa dự thần đệ tử phụng hành pháp sự cung minh cung thỉnh đức đại vương đại giáng bản điện chứng miền công đức chấp kỳ vạc lễ chứng tư lập thành xin đức đại vương phù che cho thanh đồng đệ tử họ nào con được bản điện linh tĩnh bách tính tái hòa già già cát khánh cao tay bói giỏi tay đồng cứu nhân trợ thế ăn mày lập công đức đức đại vương sau ngài lại phù che cho toàn thể gia quyến đảng của họ nào của nguyễn con được điên điên vô hàm lạc vui xuân đài cá cá đồng tê ư thọ vực tam tai thì tống khứ hạng ách thì giải trừ trong chốn gia môn được già thì mạnh khỏe trẻ thì được bình an sau đức đại vương lại giáng phúc lưu ân cho các chư thanh đồng đệ tử pháp sư pháp văn chúng con cùng chúc thiên thánh hậu họa không trực tề tịnh ở tại cửa bản điện ngài độ cho nhà nào phúc ấy nhà nào lộc ấy được một năm được xuân đa cát khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông kinh bách phúc tứ thời vô vạn ách chi sâm nhật nhật tưởng thọ khang chi khánh tài hư chuyên trí lập tựa vân lai phản thế đệ tử chúng con nhất dạ trí thành cũng vì công vì việc đầu xuân năm mới đệ tử con nguyện cầu với tiên thánh nguyện cầu với đức đại vương gia hộ cho toàn quốc được hưng long bệnh dịch được chia tiêu trừ nương tựa hồng ân công đức tiên thánh thần đệ tử con phụng hành pháp sự cùng chúc tiên thánh vạn an thánh thọ vô cương thánh cung vạn vạn tuế khấu đầu khỏi bành đức đại vương linh ứng nhất tâm mà hạ thiên thì lệnh thời mà xuân thiên thì lệnh nhất à một dạ chí thành một tâm chí kính à cùng nghìn triệu thể nha lại giáng điện trung chuẩn như lời pháp sư biện bạch à tâm nhí sở như cầu lại muôn dân muôn á hạ
ngày xuân đảo cầu, quốc gia thì khang thái ạ, xứ xứ thì phong điều vũ thuật ha, bệnh dịch thì tinh châu, thế giới hòa bình muôn dân thì lợi lạc á. Này ngày xuân á, cùng chúc muôn gia muôn nhà ngũ phúc lông lộn á, cả khúc khải hoàn á, ta ban phúc cho mọi nhà. Hồi niên ninh mi phong Hà Thanh Hải Yên ni a thời phúc sinh xuất hiện làm phường tưởng vân ai đây lưu quan hoàng thiên mê tích mệnh nam bang mê gian nghề thân đền kiếp bạc khói hương khói hương nghi nghi ngút nề ai bạch bạch đằng đằng sang sóng cuốn lội uy quang sông bạch bạch đằng đằng nề rộn mãi khúc quần nông hành chi thát thát hề ai cứu toàn dân nước Việt sông đằng đằng sáng âm âm lôi sóng ô mang nhi tàu đắm thuyền tan toa đưa bài trận kế than bác linh tử chân còn quan thác gì triều đình nguyên ôm hận nuốt sầu đằng đằng sáng máu giặc đỏ ngầu thoát hoàn rút chay chùi sâu ống đồng gió lung lay ngọn cờ thăng trì sông đùng đùng nghe tay vỗ hô reo bắt được nghề phạm nhát chân tiền chém đầu bỏ xác giang biển nị tức thì cái phanh thầy cái phanh thầy tung hoành cổ tiết mê chém làm ba rút ruột phanh gan nhân dân đi từ đấy bình an ừ để kiếp bạc đời sau vẫn còn truyền
tướng thoát thoát thay hình đổi dạng. Thái tử quân nào mà tiến binh xa, âm mưu chiếm đoạt A Nam, ngờ đâu hình tiền thoát thoát đang chờ. Đang sang xe tan quân giặc, lặng đôi vai quân phụ ái ẩn. Ngài mong sao quét sạch nghĩa thổ trần, đền ơn sơn hải làm tình nước non. Cơ xuất trận duy trì thành sao, khi đón đường xa bá nguyên nhung. Ngày thời phục ở rừng xanh, đêm thời bạt trại để tiễn hình thoát hoàn. Hồi Liên Phong mà hồi Liên Phong Hạ Thanh Hoài Yên, thời phúc sinh nghĩ xuất hiện Nam Phương. Tường vẫn ai đại đưu quan, hoàng thiên tích bệnh làm bãi giảng trần. Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế, thác đình sinh trần thì tôn vương. Dũng nghi nước mạo đường đường, khuê trương vĩ vọng đồng lương đại tài. Võ thao lược, võ thao lược, hùng ngoại quán cổ, văn kinh luân khi độ Việt nhân. Chiêu ban bị cực hoàng thân, nội xám bình chính ngoại hầu ngày đông binh. Mưu quyết thủy khẩu minh thực chi, phép hành sư bạch khí chi doanh. Thiên cương thái ất tung hoành, tư kỳ bát chính quán tinh trần đồ. Lập triều đình cương kỷ hưng long mê, quý danh cai thế anh hùng, Bắc Bắc làm Việt thanh Tây Đông nghi sức thần. Binh tuất liên, binh tuất liên, trung hưng chi nhị, văn văn nguyên tàu chú đề đằng sáng. Vạn binh hai đồng ba dương, mã nhi kỳ hiệu tướng thường nghề Nam Đương. Triều đình nguyên dẹp tan quân giặc, lặng đôi vai quân phù ái ân. Ngài mong sao quét sạch nghĩa hồ trần, đền ơn sơn hải làm tình nước non. Triều đình nguyên siêu cờ bại tướng, chiếm A Nam thì rơi xuống vực sâu. Rơi vào bát quái lục đầu, thân bên cọc nhọn chiến tàu nát tàn. Dày cho bay biết thế nào là phải, mộc sấm lăng bay khó được chúng toàn. Nếu còn sấm lửa A Nam, ngày sang thì có, ngày về là thời không. Binh tuất liên, binh tuất
Tất Liên trùng hưng chi nhị văn nguyên tàu chú đề đằng sáng vạn binh hai đầu ba dương mai kỳ hiệu tướng thường ngày nam quân kéo đi đường đường chinh chinh cơ đội lào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau uốn lưng lở túi nắc đầu cạn sông thanh xa chân khi mở mang Nam Hải đức đệ tam ngày dòng dõi kim chi phạm đảng lại đi đi phạt xong rằng ngày đêm xuống tuyên đài, tuyên đài cho ta đi. We'll be right back.
con chuyên gia quân quan thoải bộ cùng là chữ dinh Ngô Bình đạo Phạm Nam Thành. Đạo Phạm Nam Thành Ngô Bình đạo Phạm Nam Thành đánh đông dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi giặt lấy đức thánh người giờ. Sơ điệp dâng lên kim mân, sơ điệp dâng lên làm tàu bắt đầu ngày chép biên cho tường phê cho nhị tự trường sinh. Đời chữ trường sinh, chữ phú, chữ quý, hiển linh đời đời phi cho đắp lộc sáng tài. Thank you.
đời trần thì mở mang Nam Hải Đức để tam ngày dòng dõi kim chi bảo phèn giáp mạng truy tùy đã bình phạm đảng lại đi phạt sâm ra bàn tề tưởng mong chúng yêu vẹn toàn nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời ra bày tất khó bày khúc trực để cao minh vàng bạc xét soi môi liền tình kể cùng ai đành lòng đem xuống tuyền đài cho cam bông nhất già ai thuyền mang ra bề ông thủy thần ngài thiết kế cung hay trên vai bề chỉ có một cây chỉ cây khấn vai rằng đây có thần thuyền mang giang bể ông thủy để thiên kế cũng hay bãi bể chỉ có một cây cho cây cần vai ở đây vẫn có thần 13 ngọn nước ma chân ngoài cửa bể khắp trầu về treo quý mênh mông mờ vì không tu dục anh chung thì đâu chân được non sông ngoài này phép thiền linh si tay kinh vi chủ thành chi phụng sự lô hương nghe ngàn năm miếu mạo quân hòa hoa hải đương thần kim cô đệ nhất mặc xưa là đất nè trường ngoài ngọc diệp rành rành cô nhất kim chi ngọc diệp danh thái sư nhất phẩm quyền hành thì ai qua ý thank you.
con linh truyền ra uyên vô, con linh truyền ra quân quan phi bộ, cùng là chư dịch ngô binh đã phạm lao thải. Đành đông xem mắt nghi tung hoành mọi nơi giặc cù đức thánh gửi rời. Khai quang sóc nhà thập kỳ diệu quang biên chiếu từ trung ngã tích tắc cùng giang kim phục. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên cô về tấu đôi chép biết cho tường phê cho nhi tử trường sinh. Mày ngài mắt phượng
cổ ba tầng ngân trăng niềm tóc xanh đã lên quốc sắc Quỳnh Thành ra để nhị đại hoàng tổ vương cô để nhị đại hoàng trong mơ ngoài cõi làm vàng tiếng đồ thank you.
truyền ra hương cô có lệnh truyền ra quân quan thoải bộ cùng là chư dinh ngô binh đóng góp tam thành đánh tôm dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi rằng cụ đức thánh gửi rời sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên cô về tấu đôi chém biên cho tường phê cho nhị tự trường sinh chữ phu chữ quý khác linh thọ trường phê cho dùng mệnh đôi đường cao năm ấn sớm tự bị bệnh chúng sinh vốn nam kim định lệ dòng nhan cập cởi khai quang chiếu thiên tôn Loan giã dương đồng, cung minh tiên thánh, xin lay thỉnh cô lại, vái cô về. Xin cô phù hộ độ trì cho quốc thái dân an đẩy lùi dịch bệnh và cho toàn gia
nước Việt chúng con, bốn biển năm châu được bình an, nhà nhà được hạnh phúc, lộc tài được vượng tiến, A Di Đà Phật. Ha, chứ mà hoan hỉ à? Từ cái ghế họ Phạm nó không biết đường sang cửa cô ta ở đây à? Có lời ban khen cho đồng anh lính chị nha, đồng chị lính em dân thôn bản Hà Ga, huynh đệ gia chung gia chủ họ Đào hôm nay cái ghế của cô à, nó nhất tôm hoa thơm quả ngọt à. Văn Triệu Pháp thỉnh mời cô lái đáo ngự về á, cô an quỷ á, cô chứng tâm chứng lễ cho các gia cái chủ á. Ô A Di Đà Phật, dạ này nhất tâm dạ cô về lai đồng đoán cầm đèn bạc đi mùa đạo con á. Có tà cô chóc tà ra một là khi huyết thai là số sinh nghề ba là ba là số hệ trên thiên ta đi. Xuân qua hạ tới thu bay trăng tròn nay đã đến ngày dẹp mà thưa đức thái hậu đặt đặt tết của mình từ nhất quyên thành có cô đệ nhị đại hoàng thì y xuân qua hạ tới thu bay trăng tròn nề nay đã đến ngày dẹp ma thưa đức thái hậu đặt tên của mình tự nhiên phàm mềm nhạt vương cô toát đi dẹp đi cho an đi nước nhà thủa bây giờ chúng lưng đâu mà chi dốc một lòng tin cô phụ chúa an dân này ý. Thank you.
trống chiều khai mở phong cô làm tư tướng nghi anh quân ngàn năm ghi tạc chữ sức tiến đi tuần nhang y thành cô cửa xuân đi đáo đàn cô chứng đầy dần đính xinh cô bé muốn phần phần tốt tươi đôi mắt phượng sáng ngời anh đứa tuổi thanh xuân đi vừa được đôi mươi y à. lửa đêm vang tiếng chuông
chung đền cộc tiến lội tiếng hồ khoan khoan hò cô bước chân chân xuống thuyền khoan du phách phách nhân nhân cô ơi hò du phách phách nhìn cô giật dịp khoan khoan du phách phách ba cầm treo du gành đá treo leo khoan du nón xanh đường biếc khoan khoan hò phong ba bào tam khoan du cầm vững tay chèo khoan du vươn để chèo xa trên không trung khoan du vũ trụ ngân hà du dưới chân mây bạc khoan du sáng nhỏ bóng hương khoan hò cá lượn từng từng đàn khoan du chẳng xanh đen đỏ hò rơi tím vàng nhỏ nhớ hò du gió mát chẳng chẳng thay khoan du bè lái khoan hò khoan du thuyền cô cửa xuân hò du chèo đua về đền khoan du bắt lái chèo xa dù chèo sang bên đê khoan dù tươi bên cô ơi hò dù khoan trên đó bên cô ơi hò dù khoan xin cô gạt mái chèo bơi cô lên đền khoan hò xếp niên bút theo quân chính nghĩa lệnh tiên phong
quyết phá quân thù ngày trời lạnh sóng tao dùng. Ngày thời lạnh sóng tao dù hạ lòng các đồng nhất vô đất trời tập phá bãi cháy hồng gai. Văn thao vũ lượng đoàn tài kim cung đi
đất thành tích anh hùng đó. Sóng biển gieo hoa có tốt tươi, bầy nhì mông sóng nước mây trời. Thank you.
chạy vẫn vơi. Cánh khuya thoáng thoáng hương đưa dịu dàng, đứng đôi bên voi hàng hộ phục trước cửa đến mê túc nghe trực long long lần nghe như gió rụt mấy vần ý. Khách gần xa không đâu mai ít hỏi thăm rằng nghề ai biết ai hay sơn lâm rừng vắng chỗ này. Sinh ra tiên nữ kỳ tài, sinh ra tiên nữ kỳ tài, nên ba bốn tuổi nói lời tiên tri, ngập sự đời xưa nay đã hiểm, cõi chân phàm dễ ai hay đâu tiên nữ trên trời. Vì duyên hay nợ giáng nơi phàm trần, gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh thường người hiếu thảo tinh tình, bao nhiêu phép lạ quyền hành truyền ban. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mắt kỳ tiền phát tiền mường nghề kỳ biết kỳ lắm chạm xanh đã bầu trời ban tiền đại xeo quẻ bắc nam hai hùng chúc
người có lấy chi đâu, ai dẫu chưa lấy một bò nghe khó thời một cây lộc sơn lâm đi như nước biển tràn đầy ra tay ba thi chúa cứu dày khắp dương gian. Phải đó ai có duyên chúa độ, liệu ai có tình chúa thương. Ban cho tiền tốt lụa dày,
bổng lộc cho lắm về đây cho nhiều, bán cho đồng giải nhất sang nhiều. Chọn lối này xin đi trong lối này thôi. Núi đời núi bao xa bao xa lên ngàn. Chúa hãy bông hoa bông hoa bông hoa hãy hoa đem về đến đây. Biết bao thành đồng chờ mong ban khen. Biết bao thành đồng chờ mong ban khen. Hãy bông hoa hoa hãy hoa đẹp về đến đây. Biết bao thành đồng chờ mong ban khen. Biết bao thành đồng chờ mong ban khen. Pháp sư Phật Đà cũng chờ mong ban khen. Suy trong là tự như tiếng đàn mờ sự lâm một màu lại đêm trên đền tiên chúa vui về ngự đồng nghi đẹp như tiếng xa chân gian đầy người sao đầy người lối mờ hoa là hoa thắm tươi ngàn hoa thắm tươi chim ngoài níu nó đón chào thật thiết ca hoa. Nhiều một dòng mây trôi chim em bay dọc trời hoa trong nắng mới dốc cao sương người. Con xin sẽ quay dòng cao sườn đồi ngàn hoa thắp tươi hoa treo nắng mai hát khúc ca mùa trong phé phẩy thực nghi tiến giáng trần đi tốt tươi mọi vẻ hanh thông ý. Trần an chú về đồng điểm phân tô trang điểm tô trang
trôi với lại quả coi. Tiền tài chiêu chắp chú bà đương im bầu xanh nam. Chú người đó lông đầy nhung nhớ, nhớ khi xưa thấy tổ chiều lên một người con gái thôn quê. Bóng tung quan né phục mạc đế định giao ai sát quỷ trừ tình trong tà. Cây cối đổ xô mưa xa
bão giật sân u. Muôn loài quỷ mấy khiếp ui rồng rồi. Truyền văn võ đôi hà thiên định vạn mã hằng hà kém gia linh truyền thiên nội vạn cư sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên thỉnh quan đệ nhất ngài chép biên cho tường phê cho nhi tự trường sinh trường phê cho dụng dịch đôi đường khai quang dốc nhàn thập kỳ diệu khai quang chiếu thập phương ngã tích tâm cúng giang kim phụ hoàn thân thuật thánh chúa thiên trung vương ca lăng tân gia ân tư bê mất chúng sinh cô ngã kim đinh lệ dốc nhàn thập phá chiêu khai quang chiêu thiên tù sắc rời cứ thế
quy ra lóc lóc liệt mê thái thái thần hòa chung đi nam bắc nghe muôn dân đạo cầu. Trong tam cõi cửu châu vòng bay độ Việt Nam quốc thái dân an. Dòng sát không say đại thần thank you.
phán các quan, về truyền phán các quan, tả văn hữu võ, lượng bát đao đàn quân, thủy quân bộ đối hà. Thiên binh phát mà ai hắn hà, kéo ra lệnh truyền thiên đội phản phương. Văn sớ dâng lên tường này, văn sớ dâng lên trình quan giám sát, chúa biết cho tưởng phi cho nhị tự trường sinh. Chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường. Khai quang dốc nhà thất kỳ diệu, khai quang chiếu từ trung ngã tích tăng cũng giáng kinh phục hoàn thân thuật. Thánh chúa thiết trung trường ca lăng thần gia ân tư bi mẫn chúng sinh cố ngã kim linh lệ dốc nhà thập phá chiếu khai quang chiếu thiên tu. Lưu quý
ván cờ tiền đâu chi đâu một hàng có phen thăng cảnh đùa ngông tài cờ tiên một đầu thánh gia hồi cung thái tử đệ tam tôn thần quan thái tử đệ tam phương phi diệt bảo sau nhà khác thường dựng một chiến nhang y tống về thoái phủ các sĩ các tòa thiên đình địa phủ diêm la địa phủ diêm la thiên đình địa phủ diêm la tống về thoái phủ vua cha đồng đình vốn dòng là chư thỏa cung vàng sỡ kim ngân dâng lên vàng sỡ kim ngân ngài về tấu đôi chép biên cho tường phê cho nhị tự trường sinh khát linh thọ trường phê cho dục mạch đôi đường khai quang dòng nhàn thập kỳ diệu khai quang chiếu thủ trùng ngạ tích tăng cung giáng kim phục hoàn tần tần thánh chúa thiên trung tư ca lăng tần gia tự bi mẫn chúng sinh cố mã kim linh đề dòng nhàn thập phá chiêu khai quang chiếu thiên tư thank you.
nhân ngày khánh hồ yến mở trường sinh, yến mở trường sinh bày bán bán khắp mến thủy đình, sân đàn quê nhạc vũ ấy, tam thiên vũ trụ thập bát dạ như không ra tay cứu nước trừ nguy biến tiếng đề ngàn dạ núi sông trải gian khê lên ngàn xuống biển lạnh gian từ quý tiên danh nam đền thờ có tan tìm ai phàm lòng lòng môn hồ phục rõ ràng rất tuy dựng nước, nước về thoại quốc một khi cùng có phép đi lấy ngọc lưu ly đụng đụng dựng nước phép thì không ai đã chờ xa về đóng đóng ngã ba tranh xương ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú đọc lầy đàn chạy chơi bời
người sống tiệt rồi về nơi thoại phù sóng long cân đài bú quỳ tổ bát bát dăm ba đầu tử theo hầu vào cung vương phụ gia chầu đức mẫu vương ơi lốt thanh hoàng trong lời sư mang triều đình văn văn võ bách quan sai người đón rước con lớn để tam về chồng ngực giờ lâu phát nơi nhân thứ sai quan liền cứu trợ chân ra một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm lắm độ cho cùng nhiều rồi sai quần đốn gỗ xoan đôi gỗ trồn hoa chính xác biết nó dành ngân sờ bạc nghi nổi vần hồng xoay giả nam linh nghi ngài con vua thủy quốc động đình đệ tam thái tử giáng sinh trước đề rộng đức hồ về đề công công xung hòa mặt nghi bẩm sinh thành từ chất sóng nhan mê cung thỉnh mời quan lớn đệ tam phước phi diện mạo dòng nhan đông khác thường hàng tấu đôi ngôi thiết đường thoại phù trước võ thần tôn quan chân chủ tòa lạnh ra có phen mê nhà gửi ngay vàng tuần du kiểm soát cõi phàm minh trần mái thuyền lan đi nổi dòng xích binh nghi đua quân trèo du lịch bố thương nghi có phen tuần thú sông thương nghi trở về tỉnh bắc quá sang sông lục đồng dạo sông giờ sông cầu sông hát núp lên gành xuống thác quán ra khơi chiếc thuyền rồng chạm mái treo bơi dọc ngang tuần này đôi nơi quan đi về trải giang khê trải giang khê lên ngàn quan xuống bể nghe lạnh sang từ quý điện danh lam để thờ quan tan tiết cửu ngày mà lộc lộc bốn hộ phục rõ ràng rất uy hoa tức thì xa lô đại điện cát dâng nước về thoái quốc một khi có phèn là lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước nước thì không ai đang qua đại giang sông thao sông cà
về ngày đông ngà ba tranh nghe dương ca đàn hát tập tành thơ ngâm phu độc lấy đàn tranh chơi bời. Chiếc vàng anh gọi lột thanh hòa chậm lội sư mạt triều đình văn văn võ ba quan sai nghịch đón rước lớn đệ tam về châu thanh gia hồi cung trời trời sắc rồng nguy ra đỏ trói sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng về dây vai. Văn võ đôi hà thiên binh văn mã hằng hà kèm ra linh truyền đất đội vàng cư văn sỡ dâng lên quan về tấu đôi chúa biến cho tường phê cho thì tự trường sinh trừ vô chức quý khang linh cho trường phê cho sức mạnh đôi đường khai quang dòng nhan thông kỳ diệu quang biên chiếu từ trung ngã tinh tăng cung giang kim phổ hòa thân cận thành chúa thiên trung vương càng tận gia ân đi từ bi đất mất chúc sinh cố ngã kim đình để khai quang phả chữ từ trung
kinh bát nhà ba la mật. Sai cam lộ quân lớn tẩy sạch quần sinh cửa thiên môn nên dốc chi tu hành khoảng trời lục đạo quân lớn cứu sinh độ đời. Phách tan đi hồ
hồn bay. Tôn quan vạn phép mê hai tay, sông ngân cũng vượt bể đầy cũng mơ có. Thật ra khấu đầu khủng thổ tiên văn trầu quan đệ ngũ lòng lòng vương gia đình, sau là thu trong hết tà tinh phép này ra hoài chợt thấy biết tay, sơ điệp dựng lên kim ngân sơ điệp dựng lên ngài về tu đôi chép biên cho từng phê cho đi về trường sinh, đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh nghe cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dung mệnh đôi đường. Khai quang dòng nhà thâm kỳ diệu, khai quang chiếu từ trung mạng tích tăng cúng giang khí phục hoàn thần thần thánh chúa thiên trung vương. Ca lạc tật giá tư bi mật chúc sinh cố ngã kim đính lệ dòng nhà thâm phá chiếu khai quang chiếu thiên tổ. Thank you.
tướng thượng qua giám sát quyền cai bảo an bản địa, lệnh truyền sắc chỉ Trành Giang linh tử giáng ốc từ trung tìm ngân tài mát xin phó đàn duyên mã thiên phủ hồi thiết vũ địa phủ hồi địa vũ thủy phủ hồi thủy vũ mà phủ hồi nhạc vũ cùng lào sở ấy đã cúng các tòa hội đồng quá quan văn võ đôi hàng bình mã chuyển tê thượng lai kim ngân tài nghe dùng ăn hoa hoa tình
lập liệt anh hùng gượng trang sĩ. Ngàn năm còn để dấu anh lịch. Ai đã về qua bên sông Tranh, nhớ người trang sĩ tài danh. Chí quán lớn tuyệt vời. Dẫu rằng nước chảy cánh hoa chung, sông Tranh còn đó công người mãi còn ghi. Hỏi nước sông Tranh, đào thiên bạch chiến tung hoành, đó là ai? Sông Tranh đáp tiếng trả lời, có quan để ngũ trinh người ở phố Linh Giang. Vẫn còn soi. Ở trong phủ Linh Linh xa vẫn lưu truyền thanh tịnh ngồi đền kỳ cùng ngài thực đích chung quân. Ngồi phúc tinh nghe nông châu hề phúc tinh nốt tạm đầu uổn khúc châu lên lần dần phương mu đôi bên bốn quan tứ chủ rước ông lên sập vạn. Ngài kiên trì tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh, tốt quan tuần ngài phạm phép uy linh, quyền ngài cai quản thiên binh nhà giờ. Ai minh quyền bóng quý nước ngoài rời thì khi đoan trang quy người ra hiển hách quy quan ra tay chế độ trần gian con được nhờ.
bây giờ ra quỳ cưỡi bạch hồ. Lược ngoài trời có đến cứu độ sinh nhân. Bỗng đùng đùng lập trận hắc vân. Thượng đồng ban dấu giúp dân trừ ta. Nở ba sinh buông xuân thiếu bạn chung tình. Thỏ lòng tráng sĩ ba sinh vì quy. Châu thôi một phút biến đi. Cưới tướng bạch hổ lên châu thượng thiên. Cánh dấu thiên đem về nhà chân này. Ai có tà quan trục nghề tà ra. Riêng ai vẫn làn chưa qua kêu quan để ngủ cửa nhà an nê khá. Tiếng lưng danh tung hoành rụng rượt cạn lon bầu nước nhược bông lai. Khi trời bạn chung bạn bài bàn loan tiệc ngọc xung vầy xương ca thanh xa